Nếu bạn là phóng viên, nhà báo tác nghiệp hay nhân viên điều tra mà quý bạn đang muốn tìm một siêu thiết bị camera ngụy trang giúp quý bạn ghi lại mọi bằng chứng quý báu. Một cách dễ dàng thì camera ngụy trang mắt kính G5 là thiết bị camera ngụy trang giấu kín có đầy đủ những yếu tố cần và đủ để giúp bạn đáp ứng mọi nhu cầu. Được cấu tạo hoàn toàn như một chiếc mắt kính cận thông thường nhưng ẩn sâu bên trong là máy ảnh quay phim chất lượng cao giúp bạn dễ dàng ghi lại mọi thước phim mà hoàn toàn không lo bị phát hiện. Đặc biệt hơn nữa, trong mắt kính camera ngụy trang G5 còn có thể dễ dàng thay thế với những quý bạn bị cận thị, loạn thị, lão thị hay kính râm. Đây là chiếc camera mắt kính thông minh mới nhất hiện nay mà bạn nên có ngay, đặc biệt những quý bác doanh nhân thường xuyên đi ký kết những hợp đồng. Giao dịch với những số tiền lớn thì với thiết bị camera ngụy trang giấu kín mắt kính G5 này thì hoàn toàn yên tâm khi thực hiện mọi giao dịch. Chỉ với một số ít chi phí nhỏ để sử dụng lâu dài với chiếc mắt kính camera thực thi pháp luật này còn hơn sau này phải bỏ rất nhiều tiền để thuê luật sư, thám tử hay rất nhiều chi phí khác để đòi lại công lý. Một sự mua bán có chủ đích và bạn hoàn toàn vào thế chủ động trong mọi tình huống. Hãy trở thành người thông minh và sáng suốt. Tất nhiên sản phẩm này do được làm thủ công chế tác nên số lượng sẽ được hạn chế và đồng nghĩa giá thành sản phẩm cũng chỉ dành cho một số ít quý bác dám chi trả để phục vụ cho công việc lâu dài. Giá sản phẩm camera mắt kính quay phim cao cấp G5S có giá 2.250.000 đồng bao gồm thẻ nhớ 32GB có giá 150.000 đồng và miễn phí ship tận nơi. Nhận hàng quý bạn được kiểm tra mới thanh toán tiền nên quý bạn hoàn toàn yên tâm. Hãy liên hệ ngay hotline 0982 519 135 hoặc hotline 0377 403 526 để sở hữu ngay chiếc kính thông minh vô cùng độc đáo ngay hôm nay. Cảm ơn quý bạn đã ghé mua và đặt mua hàng tại shop Quang Review. Kính chúc quý bạn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.